Trời ơi. Hết cả hũ cà phê của tôi rồi. Dạ con xin lỗi. Chị ơi, chị có sao không chị? Chị ơi chị. Để tôi yên. Để tôi yên. Nguyệt ơi, cố lên. Mày nhất định phải làm được. Mày phải làm vì mẹ mày và vì mày. Tao nói mày ha, xăng cổ của gì nó cũng lên giá hết trơn á. Nói mày lương chạy xe hàng ngày á, không lên được cái gì hết trơn á. Đi cái ngày đi một tài nghĩ là được bao nhiêu tiền. Anh cho em hỏi không biết anh ơi. Cà phê anh ơi. Lấy anh ly đi. Dạ. Sao rồi, bữa giờ không chạy xe được không? Rồi lương tài đỡ người ta. Lương đỡ. Dạ của anh nè. Nè tiền nè cưng. Cảm ơn anh. Chán ơi chán. Không bị bằng lái người ta làm lương. Cà phê đây. Phải cầm tài. Ai uống cà phê không? Hai anh. Hai anh uống cà phê giùm em đi. Lấy cho anh hai ly đi. Dạ. Dạ có liền. Bé, có khó khăn gì á thì nói với anh Bảy. Anh Bảy bao hết tiếng đường miền Trung luôn á. Chỉ cần mỗi anh mỗi ly thôi. Để em không phải khó khăn ra mời chào như vậy đâu. Chú mày đề cao anh quá hả? Em nó còn nhỏ đó, vớ vô là mệt mỏi đó nha. Có gì đâu ông ơi, cỡ vậy là vừa rồi. Đợi chút xíu hỏi bà Tư coi như thế nào. Dạ, của hai anh nè. Cà phê đá 5.000. Cho anh gửi tiền. Nhiêu em? Dạ, của hai anh là 10.000. Nè, dạ. Thôi thôi dạ thôi, thôi em không dám lấy đâu. Để em gửi tiền thối lại cho hai anh. Dạ, cho em gửi anh nè. Rồi, dạ, cảm em cảm ơn hai anh nha. Em đi nghe. Cà phê đây. Ê, cũng ngon ăn bó hay cà mày. Cà phê đây. Cà phê anh ơi. Không uống thấy được. Dạ. Đó. Thấy sao mày? Xinh quá ha. Nhìn ướt quá hả mày ha. Lâu quá đi ghé đó nha. Ừ.
Nè, giới thiệu với chú nha, đây là Nguyệt, cháu gái của tôi đó. Nó cũng bán cà phê, mai mốt có gì á, hai chú cũng ủng hộ nó nghe. Trời ơi, chị yên tâm, cháu của chị á, tụi em ủng hộ hết. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn nghe. Đi vô. Dạ. Sao rồi cô chủ nhỏ, bán có được không? Hôm nay á, con bán hết sớm luôn á Tư. Bán vậy tốt quá. Tư biết không, có mấy người trên xe khách á, họ ngại đi mua cà phê đó. Lúc trước á, Tư cũng định thuê người bưng bê kiểu đó, nhưng mà thấy cũng bất tiện quá. Hơn nữa già rồi, tham công tiếc việc làm gì nữa. Tư, Tư ăn sáng chưa? Ăn rồi. Hổm rài á, Tư ăn chay nên cũng mau đói. Từ sáng tới giờ cũng hai cử rồi đó. Trời, sao tự nhiên Tư ăn chay vậy? Đứa con gái thứ hai của Tư đang bệnh, giấy trời cho nó khỏi bệnh, Tư nguyện ăn chay nửa tháng. Tư, chị ấy đang ở đâu vậy Tư? Nó lấy chồng, làm dâu nhà người ta. Tư ơi, Tư còn gì dơ nữa không? Tư đưa cho con đi, con rửa hết luôn cho. Đó, hết rồi đó. Nghỉ tay đi, qua đây Tư nói chuyện với con chút. Dạ. Hôm nay con bán được hết ký cà phê không? Dạ rồi, con bán được hết luôn rồi đó Tư. Để con coi, chắc là... Chắc là con mua thêm được 2 ký cà phê nữa đó Tư. Mà cũng còn dư nữa Tư ơi. Mà nè, con cất tiền nong cho cẩn thận nghe không? Mà nè, con có nhớ đường tới chỗ lấy cà phê không? Hay là để Tư dắt đi thêm lần nữa? Dạ con nhớ rồi. Nè, bây giờ mình ra ngoài cổng ha. Mình đi thẳng, xong rồi qua hai cái ngã tư á, mình quẹo trái, xong rồi mình đi thẳng, xong rồi rẽ trái tiếp. Đúng không Tư? Giỏi. Vậy lát con đi về á, rồi tranh thủ nghỉ ngơi nghe không? Ngày đầu bán như vậy á, là suôn sẻ lắm rồi. Dạ, con biết rồi. Tư, hay là con đi lấy hàng nha. Nè, nhớ mua cơm ăn á, không được gặm bánh mì nữa đó. Con biết rồi mà, vậy thôi con đi nha Tư. Thôi Tư con đi. Đi đi. Chú ơi. Dạ, con chào chú. Ủa, chú không bán qua đây. Chú bán con cho con 2 ký cà phê nữa đi. Ủa, hôm qua mới lấy đã hết rồi hả? Dạ, tại khách đông cho nên con bán hết rồi. Trời ơi, cháu có duyên bán hàng chứ. Những người đầu tiên mới ra làm á, ai cũng gặp khó khăn về khách hàng hết mà. Đâu có, con bán dạo thôi mà. Tại con chịu khó, con rau nên con bán lẻ thôi. Lần này á, còn thiếu cái gì nữa không? Chú uống tiếp cho. Hôm qua con mua đủ hết rồi. Mà con nói đây được không chú? Sau này khách đông quá, cái con cần thùng đá lớn. Không ấy, chú cộng dồn cho con đi. Khi nào đủ á, chú cho con lấy cái thùng đá ha. Rồi, được rồi, lành quá. Nè. Dạ. Cháu cứ lấy hàng đi, khi nào cần á thì gọi điện cho chú. Dạ. Chú, cho con gửi tiền. Con cảm ơn chú. Chú nhớ nha, nhớ cái vụ thùng đá nha. Nhớ nghe chú. Rồi. Con đi nghe.
Sao vậy sớm vậy? Dạ, tại em ngủ không được thôi. Chị cũng không ngủ được hả? Không ngủ được. Xin lỗi, chuyện hôm qua nha. Em không có để ý đâu. Tại em nghĩ là chị đang buồn cho nên em hỏi vậy thôi à. Má, làm như chó mà cũng không yên thân nữa. Sao vậy chị? Thằng chồng hờ của tôi á, nó khốn nạn quá, rạc thân ra đi làm mà nó còn đánh đập nữa. Mà chị tính là chị sẽ chịu đựng như vậy hoài hả? Không chịu đựng thì làm gì nó. Chưa cưới xin nhưng có với nhau một mặt con thì phải cắn răng mà chịu đựng thôi. Chẳng lẽ giờ bỏ nó, con mình không có cha rồi sao? Nhưng mà nếu sống như vậy mình đâu có hạnh phúc gì đâu chị. Chưa dứt sữa đã gửi về bà ngoại nuôi giùm rồi. Đi làm tối ngày có ai chăm lo cho nó đâu. Tội chị quá vậy. Mà chồng chị làm nghề gì vậy? Có làm gì đâu, đầu trâu mặt ngựa. Có nghề ngỏng á thì đỡ lắm rồi. Vậy còn chị, chị làm nghề gì vậy? Làm tay vịn cho mấy thằng ngoài bến á. Tay vịn là gì chị? Em không hiểu. Bộ có thấy mấy cái quán cà phê đèn mờ sát ngoài cổng không? Có, em có thấy. Tôi làm ở đó đó. Hay quá, vậy là chị làm cùng nghề với em rồi. Em cũng bán cà phê nè. Nè, mà chị có lấy cà phê ở cùng chỗ em lấy không vậy? Em hay lấy ở chỗ ngã tư đó. Trời ơi, cà phê của bồ á chỉ 5.000 một ly à. Còn cà phê của tôi á 100.000 một ly lận. Trời đất ơi, chị bán cái gì mà mắc dữ vậy? Ai mà mua? Trời, em đi bán cả ngày trời luôn á. Em đi bán ngoài nắng luôn mà em bán cho người ta có 5.000 ly à. Chị mua cà phê loại mấy vậy? Sao mà bán mắc quá chừng. Em bán loại 3 đó. Trời ơi, tôi chết với bà này quá à. Cà phê của người ta á có tay vịn. Tay vịn là em út đó. Tôi làm em út ở trọng, hiểu chưa? Dạ em không hiểu. Thôi để lát em hỏi dì Tư của em coi. Trời ơi, thôi. Chắc tôi chết với bà quá. Bà biết bia ôm không? Bia ôm hả? Bia ôm thì em biết. Phải mấy cái vụ mà báo chí hay đăng về bia ôm đúng không chị? Hả chị? Thôi được rồi. Để lúc khác nói chuyện này nha. Bộ tranh thủ ngủ tiếp đi ha. Ngủ tiếp nha. Nhanh thiệt á. Mới đây mà đã 3 tháng rồi. Dạ. Trời ơi, tôi biết không, lúc này hả con bán lên tới 4 kg cà phê lần á. Vậy hả? Dạ. Con tính á là sẽ bán thêm buổi tối nữa. Rồi cái con để dành tiền, cái con đi học bổ túc văn hóa ở phường á Tư. Con nghĩ vậy là đúng. Đi học là cần thiết. Còn công việc buôn bán như vậy chỉ là tạm thời. Trong lúc con chưa có công ăn việc làm, nếu mà tích cóp được á thì con nên đi học nghề nghe con. Con biết mà Tư. Hôm bữa con đi ngang nhà văn hóa ở phường á, con thấy người ta dán giấy tuyển học viên bổ túc văn hóa đó. Con muốn đăng ký học lắm. Tư hỏi con này nè. Dạ. Sao mà chưa bao giờ Tư nghe con nói về ba mẹ con hay là họ hàng của con gì hết vậy? Tư thấy con có một cái gì đó không giống như những đứa trẻ bộ đời khác. Con cũng không biết nói gì về họ nữa. Con thương mẹ lắm. Nhưng mà bây giờ con chưa có đủ điều kiện để đón mẹ lên đây sống chung với con. Vậy ba con là ai? Con cũng không biết ba con là ai hết.
Còn mẹ của con, mẹ của con làm công nhân của nhà máy chế biến thủy sản gần nhà. Rồi con bỏ đi, có ai biết không? Dạ không Tư. Tư đừng có hỏi mấy chuyện đó nữa. Con biết ơn Tư nhiều lắm. Tư đã ở bên con khi mà con không có ai hết. Ừ thôi được rồi. Mà Tư bán hết sớm, Tư dẫn con đi chùa chơi cho thoải mái nha. Tư biết một ngôi chùa này đinh lắm. Mỗi lần Tư buồn, Tư hay ra đó nghe thuyết pháp, thấy lòng nhẹ nhàng lắm. Con không đi chùa được đâu Tư ơi. Để con thêm một thời gian nữa, con thấy lòng mình bình yên rồi, tới lúc đó con đi với Tư. Con nói cũng phải, con là đứa sắc sảo chứ không phải bình thường. Nhìn vào mắt con Tư thấy điều đó. Nếu con đi đúng hướng, con sẽ thành người. Con cảm ơn Tư. Thôi con đi lấy thêm hàng nha. Bắt đầu từ hôm nay con sẽ bán thêm buổi tối nữa, chứ ở nhà hoài thì buồn chết. Với lại con mà đi bán thì thấy thoải mái nè, mà có thêm thu nhập nữa. Trời, bộ muốn dành hết mối của tôi luôn hay sao? Nè, làm gì thì làm, cũng phải ráng giữ gìn sức khỏe nghe không? Dạ, con đi nghe Tư. Cà phê đây. Ai uống cà phê không? Cà phê đây. Chú uống cà phê em chú. Uống đi chú. Dạ. Ai uống cà phê không? Cà phê đây. Dạ đây. Cho con gửi tiền nhà tháng này nghe cô. Công việc có thuận lợi không con? Dạ cũng bình thường cô. Cũng được. Con làm riết thấy quen cho nên không thấy có vấn đề gì hết á. Trời ơi, lanh như con á, thế nào cũng có nhiều anh dòm ngó à. Trời, con chỉ là tập trung công việc của con thôi à, con đâu có để ý mấy chuyện đó đâu cô. Nè, tháng sau á, cô lên 600 ngàn tháng nha. Phòng nào cũng lên giá hết á. Biết sao không, nhưng dịp hè á, hiếm phòng lắm. Cô, vậy còn điện nước thì sao hả cô? Điện vẫn vậy, nhưng mà nước á, cô lên 10 ngàn. Ở đây á, là rẻ nhất rồi đó. À, mà giờ giấc cũng được tự do nữa. Dạ, hôm ấy cô cho con thêm chìa khóa cổng nha. Tại con muốn đi bán thêm buổi tối nữa. Vậy thôi con đưa cho cô 50 ngàn nữa đi. Trả tiền công cô á, phải canh cửa nè, phải thức khuya nữa. Dạ cũng được. Cô ơi, hôm ấy cô cho người coi lại cái trần nhà của con đi cô. Tại hôm bữa trời mưa á, dột quá trời luôn á cô. Vậy con đưa cho cô thêm 500 ngàn nữa đi. Cô mua tấm lợp, tấm giấy dầu, cô lợp lên cho con. Còn gì nữa không con? Vậy thôi. Dạ thôi hết rồi. Con mà liệt kê ra chắc là con không có đủ tiền đâu mà sửa nhà cho cô. Trời ơi con nhỏ này, biết ngay mà. Lúc đầu thì hiền lành, bây giờ á mọc sừng thành quỷ rồi. Bực mình rồi. Mẹ chờ con nghe mẹ. Dạo này tôi thấy Nguyệt bán hàng có vẻ đắt khách quá ha. Dạ, tại do quen khách đó chị. Với lại á, thật ra em cũng xuyên đi lại mời mọc lắm mới được như vậy á. Thường như vậy á thì mỗi ngày Nguyệt kiếm được bao nhiêu tiền? Cũng tạm thôi à chị ơi.
Ờ, thì tôi chỉ hỏi á để mừng cho Nguyệt thôi, chứ không có ý gì đâu. Đừng có lo, mỗi người mỗi việc mà. Trời ơi, em đâu có nghĩ gì đâu chị. Ý của em á là công việc cũng ổn về thu nhập. Ừ, vậy thì tốt rồi. Chứ công việc của tôi á bấp bênh kinh khủng, nhất là vào mùa mưa nữa thì chịu chết, có khi nguyên ngày á chẳng có ma nào hết á. Ừ, sao mà chị không kiếm công việc nào đó ổn định hơn để làm? Công việc gì giờ, bằng cấp không có, vốn cũng không luôn, ai chịu thuê mướn mà thay đổi bây giờ. Miễn là mình chịu khó chút xíu cũng được mà chị. À, hình như Nguyệt không có bà con họ hàng gì ở đây hết hả? Ừ, dạ, có mình em à. Công nhận, Nguyệt liều thiệt á. Em đâu có sự lựa chọn nào khác đâu chị. Với lại, tự em phải tìm đường cứu em chị à. Vậy là Nguyệt giỏi rồi. Chứ còn tôi á, lúc mới vô Sài Gòn á, không cưỡng lại được sự cám dỗ, nên cứ trượt hết cám dỗ này tới cám dỗ khác. Kết quả là có một đứa con, giờ lại phải quay về báo hại gia đình, nghĩ cũng nhục lắm. Ừ. Cảm ơn chị. Nguyệt, cảm ơn Nguyệt vì hôm nay nha. Trời ơi, có gì đâu chị. Chị giúp em á, em không cảm ơn, chị còn cảm ơn em. Không phải đâu, nhờ Nguyệt á mà tôi hiểu ra nhiều điều lắm. Đâu có gì đâu chị. Thôi, em đi bán nha. Rồi có gì á, về chị em mình nói chuyện tiếp ha. Ừ, thôi Nguyệt đi bán đi, mình đi về. Dạ ha. Đi. Xe xong đợi gặp ở ngoài rồi nói. Không có được, nói ở ngoài không có được. Ở ngoài á, tụi nó đánh em chết. Hả? Cái gì? Ai đánh em? Bộ có chuyện gì xảy ra với em hả? Không phải xảy ra với em, mà xảy ra với chị đó. Ờ, chị hả? Ủa, chị đâu có gây thù oán gì với ai đâu. Đó giờ việc ai nấy làm mà. Nhưng mà mấy người bán hàng rong ở ngoài bánh xe á, đang tính phá chị, không có cho chị bán ở ngoài đó nữa. Sao kỳ vậy? Thì từ ngày chị tới bán ở bến xe á, chị bán được hơn họ, còn họ thì bán không có được. Chị nghĩ á, là mỗi người bán khu mà, đâu có ai đụng chạm gì tới ai đâu. Hay là em lộn với ai phải không? Trời ơi, lộn cái gì mà lộn. Em đã trực tiếp nghe người ta bàn tán với nhau á, là sẽ phá đồ của chị á. Kinh khủng vậy á hả? Ừ. Sao mọi người làm vậy được chứ? Chị đâu có làm gì ai đâu. Hay là để chị gặp chị nói chuyện với người ta nha. Trời ơi, bộ chị tính để người ta mần thịt em hả? Chị đâu phải ai cũng biết được. Em nói ra để chị biết liệu thôi. Chị mà để lộ ra là em chết trước chị đó. Ừ. Thôi được rồi, chị hiểu rồi. Chị sẽ cẩn thận. Thôi em đi bán đi, kẻo trễ đó. Dạ, vậy chị cẩn thận nha. Mà thôi chị đi trước đi, chứ để lỡ ai phát hiện em mà đi với chị á, là em bít cửa làm ăn ở đây luôn á. Ừ. Thôi được rồi, chị đi bán nha. Cảm ơn em. Dạ, chị cẩn thận nha. Ừ. Dạ, con cảm ơn. Lần sau chú ủng hộ nha. Chị ơi, uống cà phê không? Ủa, anh. Em pha sẵn phần của anh rồi nè, cầm theo đi đường nha. Ờ, cảm ơn em. Không sao đâu. Ha, em đi ha. Ờ, ok em, bye. Ai uống cà phê không?
Cà phê không chú ơi? Cà phê đây. Cà phê đây. Cà phê đây. Em. Dạ. Đến ly cà phê đá đây. Cà phê đá hả anh ha? Dạ. Em đẹp mà bán cà phê uổng quá. Vậy làm vợ anh đi, anh lo hết cho. Thôi mà anh bảy cứ chọc em hoài à. Dạ rồi, của anh nè. Nhiêu em? Dạ, 5.000. Rồi cho anh gửi tiền. Rồi cảm thôi. Cảm ơn anh. Rồi, không có gì. Cà phê đây. Cà phê đây. Anh, anh uống cà phê ủng hộ em đi. Lấy anh ly. Cà phê ngon lắm, em tự pha nhà đó. Ít đường ha anh ha. À, à. Dạ, cà phê của anh nè. Nè tiền nè cưng. Em cảm ơn nha, ngày mai ủng hộ em nữa ha. Sáng là em giàu đó. Ờ, anh biết rồi. Cà phê không? Anh trực, tới cửa cà phê nè. Không được rồi. Nếu mà chúng ta không thực hiện gấp á, thì thế nào con Nguyệt này cũng sẽ hốt hết khách cho mà coi. Từ ngày mà nó về đây á, là doanh thu của mình á giảm đáng kể luôn á. Đúng, bà nói đúng. Nếu cứ vậy á, chẳng mấy chốc nó gom về một mối, chúng ta sẽ đói nhăn răng còn gì. Chúng ta không thể nào ngồi một chỗ nhìn nó tung hoành ngang dọc được. Bán ngày chưa đủ, nó còn tranh thủ bán đêm nữa. Bộ nó nghĩ bến xe này á, một mình nó bao xương hay sao á. Nó không lễ phép thì làm gì chúng ta phải mất thời gian với nó như vậy chứ. Chỉ cần dặn mặt cho nó một lần cho nó sợ. Dặn cái gì mà dặn? Phải làm sao á để nó không còn xuất hiện ở cái bến xe này nữa. Phải mạnh tay lên. Vậy trong tụi mình ai sẽ là người ra tay? Bây giờ phải cẩn thận, đừng có manh động. Từ trước tới giờ bến xe đây mình yên. Chúng ta chung chi cho bảo vệ thuận lợi cho chúng ta hành nghề rồi. Con bé đó cũng chung chi đó, mà còn mạnh tay hơn chúng ta. Nghe đầu nó là đứa bán hàng rong thôi, chứ không phải là cháu bà tư căng tin đâu. Đúng rồi đó, nếu mà chúng ta làm loạn lên á, ban quản lý bến xe sẽ siết chặt hơn. Như vậy thì chúng ta sẽ bị để ý, rất là khó làm ăn. Như vậy chúng ta phải đổi chiến thuật. Chúng ta không cần thiết phải ra tay, mà mướn tụi nó ở ngoài đó vào bữa tối vô quậy phá nó, rồi tụi mình á giả bộ bảo vệ nó, nhưng sau đó âm thầm phá hủy sự nghiệp của nó. Vậy là mất tiền nữa đó nha. Đương nhiên bà Tám sẽ có trách nhiệm theo sát con Nguyệt để lấy lòng tin của nó. Tôi sẽ đi kiếm mấy thằng móc túi ngoài cổng để vô làm vụ này. Vậy hết bao nhiêu tiền? Ông phải báo cho tụi tôi biết, xong rồi mới quyết định nha. Bây giờ giải tán, đừng có tụm năm tụm ba nữa, nghe sự chú ý. Ok, rồi giải tán. Bán hết hàng rồi hả con? Dạ hết rồi Tư. Hết rồi sao buồn vậy? Dạ đâu có gì đâu Tư. Vậy thì tốt rồi. Bây giờ con coi hàng dùng Tư chút nha. Tư đi vô bệnh viện. Ủa Tư, Tư bị gì mà vô bệnh viện vậy? Tư thì không sao, nhưng mà ông Nhã, ông say rượu, ông té cầu thang, bị trượt khớp chân rồi. Mới đưa vô bệnh viện hồi tối hôm qua để nẹp cái xương lại. Trời đất ơi, vậy bây giờ chú có làm sao không Tư? Không có gì nguy hiểm hết á. Thì kệ ổng đi, cho ổng gãy chân cho ổng khỏi đi. Tối ngày nhậu nhẹt với mấy cái đám vô công rỗi nghề không à, mệt mỏi lắm. Tư, thôi mà Tư, Tư để đó con dọn cho. Còn phụ Tư ở quán được, Tư vô bệnh viện với chú đi, chứ để chú mình tội nghiệp lắm. Vậy cũng được. Để tôi qua bên kia tôi lấy tiền rồi tôi đi liền. Hả? Tôi cần nhiều tiền không? Hay để con chạy về nhà con lấy cho tôi mượn nha. Thiệt là khổ. Đáng lý ra tôi không đến nỗi thiếu tiền như vậy, tại vì mới gửi tiền về cho đứa con gái xong. Giờ ổng bị như vậy nên giờ tôi phải mượn tiền góp, chứ giờ cũng không còn tiền nữa. Tư, mà tôi cần nhiều không? Cần tiền chỉ để dàn túi thôi, chứ hôm qua nhập viện á, tôi cũng đóng tiền viện phí hết rồi.
Bây giờ sợ vô đó rồi bác sĩ kêu đóng những tiền lặt vặt thì tôi không có. Dạ. Tư, này tư cầm đi. Giờ cũng có nhiêu đây à? Tư cứ đếm đi. Chỗ này chắc khoảng triệu mấy à? Nhưng nếu mà tư cần thêm á, để con chạy về nhà con lấy thêm cho tư mượn nha. Ở nhà con có để dành thêm ít nữa. Thôi 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 thôi, tư không có mượn tiền của con đâu. Con buôn bán cực khổ mà, có lời nhiêu đâu mà tư mượn. Thôi mà, tư cứ cầm lấy đi. Con có giúp tư bao nhiêu đâu mà tư kể. Nha. Ừ, thôi, tư về bệnh viện lo cho chú đi. Để con coi quán cho. Ừ, vậy thôi, tôi mượn đỡ của con nha. Rồi có gì mai mốt tôi trả lại. Cảm ơn con nhiều lắm nha. Cảm ơn con gì không biết nữa. Tư nè, mà tôi vô bệnh viện á, tôi nhớ nha, mua gì ngon ngon ăn đi. Mấy ngày nay con thấy tôi vất vả, tôi ốm nhom rồi kìa. Thôi, tôi đi nha. Dạ. Em ơi, em. Ừ. Dạ. Sao tự nhiên ngồi ở đây giờ này vậy? Có nhà sao không về đi? Em từ ở dưới quê lên, em không có gì hết á. Em không biết đi đâu cả. Bộ em không có người thân ở Sài Gòn hả? Không, nếu có em đâu có ở đây. Chị nói nghe nè. Trời, mình là con gái mà giờ này ngồi đây như vậy hả? Nguy hiểm lắm luôn á. Biết sao giờ chị? À, giờ không ấy á. Em về phòng trọ chị ngủ một đêm đi nha. Rồi sáng mai mình tính tiếp, được không? Chị ở với ai? Chị hả? Chị thuê phòng trọ ở có một mình à. Chị cũng như em vậy đó. Chị cũng đâu có người thân ở đây đâu. Chị làm gì đây? Chị bán cà phê nè. Bán ở bến xe á. Yên tâm đi, chị là người tốt đó. Chị không có hại em đâu. Về phòng trọ chị nghỉ ngơi đi rồi mình tính nha. Chị không ngại em sao? Chị chưa biết gì về em mà. Chị thấy em hiền lành dễ thương nữa. Không lẽ chị giúp em vậy rồi em hại chị hả? Làm gì có. Em về nhà chị ngủ có phiền không? Phiền gì mà phiền không biết. Nếu như mà phiền á chị không kêu em về đâu. À, có gì sáng mai chị đi làm sớm á thì em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi ha. Cho thoải mái đi. Rồi chị về rồi chị em mình gặp. Vậy đi ha. Đi. Đi đi cưng. Nhà trọ chị ở gần đây nè. Mấy bữa nay tăng ca mệt ghê á bà. Vô đây đi. Ê. Ê. Ai vậy ta? Là ai vậy? Sao nhìn quen quá vậy? Tôi thấy nó quen quen á. Nhưng nó làm gì mày? Bệnh triệu á. Đúng rồi đó. Nó chứ ai. Bữa tôi thấy mấy ông xe ôm á. Đánh nó chứ ai. Đúng rồi. Nó chứ ai nữa. Biết làm gì bị đánh hoài à. Chắc thứ tiền hay sao á. Thôi kệ đi. Mấy bà tám quá. Chuyện của người ta. Làm gái mà giỡn mặt nó chảnh chảnh thấy ghét à. Thấy quen quen. Trời. Thiệt hả? Tao nói thiệt đó. Em ngồi đi. Dạ. Em. Dạ. Mệt không? Có đau bụng không? Chị có gì ăn không? Em cảm thấy đau bụng quá à. Ở nhà chị có mì gói không à? Hay không ấy á, chị đi mua cái gì cho em ăn nha. Thôi mì gói cũng được. Vậy hả? Chị nấu cho em ăn ha. Ngồi chơi đi, chị nấu em ăn nha.
Chị ở đây một mình hả chị? Ừ, nhà chị ở có một mình à. Phòng chị không có gì hết trơn á, buồn quá à. Trời ơi, chị đi buôn bán cả ngày à, tối về á mệt đừ luôn, chị biết lăn ra ngủ à, đâu cần gì đâu. Em cũng thích cửa sổ của chị hả? Dạ, nhìn ra ngoài cũng thú vị quá hả chị? Ừ, ở ngoài bờ sông mát lắm, nên thỉnh thoảng á chị cũng hay đứng đó đó. Đi, ra ngoài kia ngồi ăn đi. Dạ. Nè. Em ăn đi, từ từ coi chừng nóng đó. Dạ, cảm ơn chị. À, em nè, em cứ từ từ ăn nha. Dạ. Chị đi tắm á. Dạ, chị tắm đi. Người mà hôm qua em nhìn thấy quen lắm nè. À đúng rồi, có chuyện gì không vậy? Nhìn thấy quen lắm, hình như làm gái ở cầu Bình Triệu á. Không có đâu, bạn của mình hiền lắm, coi chừng bộ nhìn lầm á. Chắc em lộn quá. Em ngủ dậy, lấy tiền kiếm gì ăn đi nha. Chị đi bán, chiều chị về.